Chào các bạn thân mến, các bạn đã làm gì trong ngày cuối tuần này? Hôm nay mình sẽ nói rằng là YouTube nó thay đổi về, nó kêu là straight you out, nghĩa là về vấn đề như là về cái các bạn nào mà đã lấy video của người khác để vào cái kênh của mình để mình làm YouTube đó, và các bạn cẩn thận, nghĩa là lần thứ nhất là nó sẽ thông báo với các bạn là nó sẽ tha thứ cho các bạn lần thứ nhất. Lần thứ hai á thì các bạn nghĩa là vi phạm thêm một lần nữa, lần thứ hai nó sẽ báo là sẽ có những người ta muốn thư kiện với các bạn. Nếu mà lần thứ ba đó các bạn mà vẫn làm như vậy, vẫn không có giữ về cái copyright, về cái luật lệ như là ăn cắp ăn trộm cái tư duy của người khác á, những cái họ phóng tác gì đó là tự họ làm lấy. Nếu các bạn mà vi phạm ba lần như vậy á thì là nó sẽ tống khứ các bạn ra khỏi YouTube, như là luôn, như là các bạn sẽ mất tất cả những tài khoản, những về cái account của các bạn đó. Nên về vấn đề như là privacy này là không phải là về những cái như các bạn có thể là như là phản biện nè, một cách vô ý thức nè, với phản biện về một cách như là hăm dọa hay là chửi rủa những người khác này nọ đó, như là không có văn minh, không có văn hóa đó. Rồi các bạn như là bình vực cái một cái chế độ nào đó, hay là các bạn có thể là ở đây là sự tự do nhân bản, thì họ có quyền họ nói, họ chỉ trích về một cái gì đó, như là họ lấy ông Trump hay là ông tổng thống một cái quốc gia nào đó, hay là thủ tướng quốc gia nào đó, họ có thể làm trò hề, họ có thể nói, nhưng mà họ không có hăm dọa như I kill you hay là ai giết anh này nọ, hay là anh đem ra ngoài sẽ bỏ mạng xa trường này nọ, nó những cái đó là nó không có muốn đó, hăm dọa. Cái sự hăm dọa về thương tật, về thương tích, về tâm thần đó là họ không thích, nó làm cho những người khác có sự sợ hãi, họ không thích. Nhưng mà đó, họ có quyền chỉ trích một chế độ và hay là một cái thể chế nào đó, hay là một cái vấn đề gì đó, đó thêm một cái văn hóa đó. Nhưng mà họ không, và cũng là họ không muốn mình phải ăn cắp những cái sở hữu, những cái sản phẩm trí tuệ đó. Về ở đây là như vậy, tại sao mà đây nó không thích những cái gì mà nó ăn cắp đó. Người ta tạo ra, những cái ý tưởng của họ, các bạn lại đây ăn cắp cái video của họ, rồi các bạn xào xáo lại, rồi để tiếng Việt là chẳng hạn như vậy, thì nghĩa là ăn cắp cái bản quyền của họ, họ không thích. Thì đó, các bạn phải nhớ rằng là three strike you out đó, nghĩa là ba lần là nó sẽ lock các bạn, nghĩa là tài chánh nó sẽ lấy lại, bắt buộc các bạn phải trả lại hết tài khoản, rồi như là account của bạn nó sẽ đóng cửa hết đó. Rồi xin chào các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.